Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 9 câu 14 đến câu 29. Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở về lại với các môn đệ khác, thì người thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng tin, không có lòng tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy nó xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm được gì, xin chặn lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Cái gì thầy cũng có thể đối với người có lòng tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi, ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ hét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đỡ dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi. Kính thưa cộng đoàn, trong tin mừng chúng ta được nghe thuật lại những lần Chúa Giêsu làm phép lạ, những lần Chúa Giêsu chữa lành và những lần Chúa Giêsu trừ quỷ. Ngày hôm nay có một trường hợp rất đặc biệt, có một đứa bé bị quỷ nhập vào. Và cha của đứa bé đã đến xin với các môn đệ của Chúa Giêsu trừ quỷ cho đứa bé đó, nhưng không trừ được. Và rồi chính Chúa Giêsu đã ra tay. Nó có nhiều điều để nói trong bài tin mừng này lắm, nhưng mà ma chỉ xin dừng lại một chi tiết nhỏ thôi. Khi gặp Chúa Giêsu, cha của đứa bé nói gì? Nếu thầy có thể làm được gì, xin chặt lòng thương mà cứu giúp tôi. Một cái lời đề nghị, một cái lời thỉnh cầu rất khiêm tốn. Nếu thầy có thể làm được gì, thầy làm cái gì cũng được hết. Xin thầy chặt lòng thương cứu giúp chúng tôi. Và Chúa Giêsu nói với ông: sao lại nói thế? Nếu thầy có thể, cái gì thầy cũng có thể đối với người có lòng tin. Và rồi chúng ta lại
thấy được một cái sự khiêm nhường đặc biệt nơi người cha của đứa bé. Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Phải nói rằng đó là một tấm lòng rất chân thành và rất chân thật giữa cuộc đời. Niềm tin vào Chúa Giêsu có đó. Tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta chắc có lẽ cũng giống như ông bố của đứa bé bị quỷ ám ngày hôm nay. Trước những cơn sóng xô của cuộc đời, chúng ta vẫn tin Chúa ấy, nhưng mà liền nhiều lúc chúng ta cũng ngã lòng trông cậy, bởi vì một cái nỗi ám ảnh, một cái nỗi đau quá lớn đến với gia đình này khi đứa bé bị câm, bị quỷ nó ám, nó hành cho mà lên bờ xuống ruộng, lên cho gọi là đẩy xuống nước hoặc là xô vào lửa. Tin rồi, tin đó, nhưng mà đứng trước tất cả những biến cố đó, người cha nhiều lúc cũng mệt mỏi chứ. Nhưng xin thêm lòng tin cho tôi. Đề nghị cái tổ hữu của chúng ta cũng vậy. Điều quan trọng chúng ta luôn luôn xin, đó là xin thêm lòng tin cho chúng ta. Nguyên một tuần vừa rồi, phải nói rằng Giáo hội Việt Nam bị một cơn chấn động tâm lý. Từ xưa đến giờ, lòng đạo của người Việt Nam chúng ta xem chừng ra rất là đơn sơ. Họ tin vào linh mục, họ tin vào tu sĩ, và đặc biệt họ tin vào các giám mục. Thế nhưng mà rồi có một trường hợp chịu chức linh mục đã để lại rất nhiều nghi vấn cho nhiều người. Người ta không chấp nhận được một người làm linh mục như thế. Dẫu rằng đối với Chúa, những con người có những cái quá khứ tội lỗi, đối với Chúa, Chúa tha thứ hết. Và đối với con người chúng ta cũng tha thứ, chúng ta cũng chấp nhận. Thế nhưng mà không ai chấp nhận được một cái lộ trình nó không bình thường. Và cái lộ trình ấy lại dính dáng đến một đức giám mục. Rất nhiều người hỏi ma, ma trả lời: cha không biết gì, cha chỉ căn cứ trên bản văn thôi, trên thông báo thôi. Đức giám mục giáo phận thì nói tôi không biết gì, đức giám mục bên Phi thì bảo rằng là tôi đã nhận tất cả những lời thỉnh cầu và văn bản từ giám mục kia, tôi mới phong chức. Thế nhưng rồi đến ngày hôm nay, vị giám mục kia vẫn im lặng. Có những người vào chửi ma rằng là ngồi đó đi nói xấu giáo hội. Đối với ma không rảnh để đi nói xấu giáo hội. Nhưng mà trong cuộc sống, đặc biệt là một giám mục, mình làm sai, mình phải lên tiếng cho mọi người biết, để mình sửa cái sai đó và để cho giáo dân không phải thắc mắc. Tất cả mọi nghi vấn đặt về mình, nhưng vị giám mục ấy hoàn toàn im lặng. Và cái sự im lặng ấy làm cho giáo dân càng ngờ vực, càng bất an và càng xôn xao. Và nhiều người cảm thấy nuối tiếc bởi vì lòng tin của họ nơi các đấng bị lung lay. Chắc chắn họ vẫn đi theo Chúa, chắc chắn họ tin Chúa, nhưng mà bây giờ nói về các tu sĩ, các linh mục, và đặc biệt kể cả giám mục, giáo dân, họ không dám tin nữa. Họ không dám đặt niềm tin nơi những người đó nữa. Bởi vì bao nhiêu lâu nay họ đi nhà thờ, họ tin Chúa,
ngang qua sự hiện diện của các nữ tu, các linh mục, các giám mục. Thế nhưng mà rồi ngày hôm nay, người ta gặp một cái cú sốc như thế, nó ảnh hưởng đến đời sống đức tin của người ta. Người ta nói rằng bao nhiêu năm trời, người ta không bao giờ thấy trong giáo hội Việt Nam xảy ra một chuyện động trời như thế. Nhưng mà ngày hôm nay nó đã xảy ra như vậy. Cái chuyện gọi là mua chức linh mục, bán chức linh mục. Và nhiều người cảm thấy thất vọng, cảm thấy sốc. Và đó là những giây phút gọi là đụng chạm đến đời sống đức tin của người ta. Và những ai đến với ma, ma đều nói, thôi thì im lặng và cầu nguyện. Chứ mình biết nói gì với giáo dân bây giờ giữa cái cơn chấn động về đời sống đức tin như thế này. Người ta muốn tìm câu trả lời từ người có trách nhiệm, nhưng người có trách nhiệm im lặng. Và như thế, trong lòng người ta đánh mất đi cái sự kính phục và cũng đánh mất cái niềm tin. Và đáng tiếc rằng có nhiều người nghĩ rằng từ xưa tới giờ họ tin vào linh mục, họ tin vào tu sĩ, họ tin vào giám mục. Nhưng rồi ngày hôm nay họ không tin nữa. Và dường như có những cái chuyện bi đát rằng các ngài có giảng đi thì tôi cũng không tin. Bởi vì cái cách sống của ngài nó không như lời rao giảng của các ngài. Mấy ngày hôm qua có một anh bạn gửi cho Ma một cái Facebook của một linh mục kia. Ngài thích chơi Facebook, ngài đưa bài giảng lên Facebook. Anh ta nói cái điều gì đó ngài không bằng lòng. Đại khái là hai cái ý tưởng trái ngược nhau. Thì cha đó chặn Facebook của anh. Anh tới nói Ma, cha ơi sao cha đó giảng khác mà sống khác quá vậy. Ma cũng chỉ biết cười và chỉ biết nói với anh, thôi thì chúng ta cầu nguyện. Bởi vì Ma rất ghét xét đoán. Ma không bao giờ xét đoán, cũng như không bao giờ kết án người khác. Mình chỉ nhìn thấy để mình rút bài học kinh nghiệm cho bản thân của mình mà thôi. Và trong thời gian này, phải nói rằng thời gian thử thách niềm tin của người Công giáo Việt Nam. Rất nhiều người không dám tin đó là sự thật, nhưng đó lại là sự thật. Và trong giai đoạn này, với cái suy nghĩ riêng của Ma, Chúa muốn thử thách niềm tin của người Công giáo Việt Nam. Chúa muốn thử thách để nâng đời sống đức tin của người Công giáo lên. Để bấy lâu nay người ta tin vào những con người phàm, nhưng ngày hôm nay Chúa muốn nói rằng đừng tin vào phàm nhân nữa, mà hãy tin vào Thiên Chúa. Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta cũng vậy. Có những người chúng ta thấy họ bỏ Chúa vì họ không hài lòng với linh mục này, linh mục kia. Đó là quyền của họ, nhưng có lẽ đó là suy nghĩ sai lầm và quyết định sai lầm. Bởi vì họ đến với Chúa ngang qua linh mục, chứ không phải là họ đến với linh mục hay giám mục. Chính vì thế, đời sống đức tin của chúng ta cần nhìn lại. Chúng ta đang tin ai? Chúng ta đi theo ai? Đừng vì những cái chuyện gọi là trên mạng nói về đức cha này, đức cha kia mà lòng tin của chúng ta bị lung lay hoặc bị giảm sút. Không đâu, Chúa vẫn có cách của Chúa. Chúa để ra những cái biến cố đó để thanh lọc giáo hội. Chúa xảy ra, Chúa cho xảy ra những biến cố đó để trắng trắng, đen đen, thật thật, giả giả nó lộ diện ra. Với Ma thì chỉ biết cầu nguyện. Cũng giống như cuối bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện mà thôi. Trong hành trình đi rao giảng tin mừng ngày hôm nay, phải nói rằng Chúa gặp một con quỷ lớn và Chúa đã trừ. Và Chúa nói với các môn đệ, cũng như Chúa nói với mỗi người chúng ta, giống quỷ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện mà thôi. Và cầu nguyện chính là hơi thở của linh hồn của chúng ta. Nếu như chúng ta biết nuôi dưỡng đời sống của chúng ta bằng lời cầu nguyện, thì chắc chắn đời sống đức tin của chúng ta sẽ ổn định. Nếu như chúng ta không bám vào Chúa, chúng ta không cầu nguyện, thì đời sống đức tin của chúng ta dễ lung lay. Và như chúng ta biết, con người của chúng ta rất mong manh và mỏng giòn. Bản thân Ma cũng vậy. Niềm tin của Ma có đó, nhưng nó không đơn giản là mãi mãi như thế. Bởi vì trong cuộc sống, mình đối diện với bệnh tật,
đối diện với những khổ đau của cuộc đời, đối diện với những cái sự ném đá của giáo dân, sự hiểu lầm, sự chà đạp, sự nói hành và thậm chí chửi cả mình nữa. Nhưng đứng trước tất cả những biến cố ấy, Ma vẫn luôn luôn xin Chúa thêm lòng tin cho con, để cho con chỉ tin một mình Chúa thôi. Tất cả những thánh giá ở cuộc đời này là chuyện bình thường, và xin cho con sức mạnh, xin cho con thêm niềm tin để con vác thập giá đời con đi theo Chúa đến cùng. Niềm tin rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy bắt chước như người cha của đứa bé bị quỷ ám ngày hôm nay trong tin mừng, để từng ngày, từng phút, từng giây chúng ta nói với Chúa: lạy Chúa, con tin Chúa rồi, nhưng xin Chúa thêm lòng tin cho con.